Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã Bắc Kinh đưa tin, Thành Điện Long, Phó Giám đốc Văn phòng Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ An Hàn Quốc gia cho biết hôm thứ Hai đầu tuần rằng sông Hoài Hà đã trải qua trận lũ thứ hai trên toàn lưu vực kể từ năm 1954. Lũ hiện đang tiến lên đến hạ lưu Vương Gia Bá, nước dâng lên nhanh chóng, tất cả các trạm kiểm soát chính đều vượt quá mực nước cảnh báo an toàn. Phạm vi vượt cảnh báo là 2,35 đến 3,69 mét. Tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Quan trắc chế độ nước cho thấy vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai, tại trạm thủy văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,59 m, lưu lượng tương ứng 8.030 m khối trên giây. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai, Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,55 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,25 m. Mực nước sông Rui He đã tăng lên 27,79 m, cao hơn mức nước cao nhất 0,24 m so với mực nước trong lịch sử. Mực nước của Trịnh Dương Quang tăng lên 26,3 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,3 m. Mực nước Hồ Hồng Trạch Giang 3 tăng lên 13,86 m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,66 m. Thành Điện Long cho biết, để giảm mực nước hạ lưu sông, cửa phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút trưa ngày Chủ nhật để làm ngập khu vực chứa lũ Mạnh Oa. Dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt mức tối đa là 1.730 m khối mỗi giây. Tính đến 12 giờ trưa thứ Hai, lượng lũ tích lũy phân bổ ở Mạnh Oa đạt 136 triệu m khối. Theo các báo cáo, để xả lũ trước, giải phóng dung lượng lưu trữ và gặp lũ sau, đường thủy ra biển đã được mở vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật để xả lũ, giúp làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước biển và mực nước của hồ Hồng Trạch. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai, lưu lượng vào của hồ Hồng Trạch là 11.100 m khối mỗi giây và lưu lượng ra khỏi hồ là 10.900 m khối mỗi giây, trong đó lưu lượng ra biển là 1.500 m khối mỗi giây. Được biết, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Để tiếp tục giảm mực nước dòng chính của sông Hoài Hà, sau khi ở khu vực chứa lũ Mạnh Oa, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ An Hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực lũ lụt trên và dưới đê Lưu Phương và khu vực lũ lụt đoạn Nam Nhuận vào sáng thứ Hai. Hiện tại, ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà đã có 595.000 người thực hiện công tác phòng chống lũ, bao gồm 190.000 ở An Huy, 165.000 ở Hà Nam và 240.000 ở Giang Tô. Tổng cộng 514.900 người đã được chuyển khẩn cấp. Có 99.900 người ở Hà Nam, 364.000 người ở An Huy và 51.000 người ở Giang Tô. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, quá trình mưa lũ đã khiến 1.980.000 ha hoa màu của 3 tỉnh ven sông Hoài Hà và Hà Nam, An Huy và Giang Tô bị ảnh hưởng, 528.000 ha mất trắng, 14,984 triệu người bị ảnh hưởng và 31.700 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,46 triệu đô la Mỹ, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Ngoài ra, có 248 tình huống nguy hiểm ở chính các nhánh của sông Hoài Hà và các tỉnh Hà Nam và An Huy, trong đó có 53 tình huống ở sông chính và 195 tình huống ở các sông nhánh, tăng 12 tình huống so với ngày hôm qua và tất cả đều đã được khắc phục và được kiểm soát một cách hiệu quả. Không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng chính sông Hoài Hà. Cũng có thông tin cho rằng do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử. Hiện mực nước sông Chu, một nhánh của hạ lưu sông Dương Tử đã xuống dưới mức mực nước đảm bảo trên toàn lưu vực. Tại Vương Gia Bá, dưới những đám mây đen được chụp vào hôm thứ Bảy, do lượng mưa liên tục ở lưu vực sông Hoài Hà, mực nước Vương Gia Bá ở Phụ Dương, tỉnh An Huy tiếp tục dâng cao, đến 13 giờ ngày thứ Bảy đã vượt mực nước cảnh báo 1,66 m. Hôm thứ Bảy, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 2 để kiểm soát lũ lụt nhằm ứng phó với việc kiểm soát lũ lụt trên toàn lưu vực Vương Gia Bá và kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà. Quân khu tỉnh An Huy đã huy động lực lượng dự bị của dân quân dọc sông Hoài Hà để cứu trợ khẩn cấp và sơ tán người dân bị lũ bao vây.
Theo phân tích khí tượng thủy văn mới nhất, dự kiến vào sáng thứ hai, Vương Gia Bá, dòng chính của sông Hoài Hà sẽ trải qua đỉnh lũ thứ hai, mực nước đảm bảo điều chỉnh mới là 29,5m, vượt mực nước đảm bảo điều chỉnh mới 0,5m. Đồng thời, mực nước đỉnh lũ đã vượt quá mức chứa lũ năm 2003 và gần bằng mức chứa lũ năm 1991. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy, chính quyền thành phố Phụ Dương và các ban ngành liên quan của tỉnh An Huy đã tổ chức các cuộc tham vấn kiểm soát lũ khẩn cấp tại trụ sở tiền tuyến Vương Gia Bá để phân tích tình trạng mưa, nước và thiên tai hiện tại, đồng thời chuẩn bị cho việc sử dụng kho chứa lũ khu vực tuyến Mạnh Oa và giai đoạn sau triển khai khẩn cấp cho công tác cứu trợ thiên tai. Cuộc họp yêu cầu mọi công tác chuẩn bị được thực hiện cho việc sử dụng khu vực chứa lũ của dòng Mạnh Oa theo thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy. Trước 10 giờ ngày Chủ nhật, mọi công việc chuẩn bị cho việc sử dụng khu chứa lũ phải được hoàn thành để đảm bảo rằng khu chứa lũ Mạnh Oa có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Hiện tại, nhiều công tác chuẩn bị cho việc sử dụng khu vực chứa lũ Mạnh Oa đang được tiến hành. Đến 5 giờ sáng Chủ nhật sẽ hoàn thành đợt kiểm tra lần thứ nhất khu vực chứa lũ và đợt kiểm tra thứ hai từ 5 giờ đến 8 giờ để đảm bảo loại bỏ tất cả các hóa chất độc hại, cũng như các thiết bị nguy hiểm như các trạm xăng, khí hóa lỏng phục vụ quần chúng trong khu vực chứa lũ đã bị dỡ bỏ hoàn toàn. Phòng dân sự của Phụ Dương cho biết sẽ huy động toàn bộ hệ thống đến tận các thôn bản và các hộ gia đình để tìm hiểu tình hình thiên tai. Tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, 8 tổ công tác đã được cử đến quận để tổ chức các biện pháp cứu trợ cho hơn 300.000 người dân trong thành phố. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Tư, sau khi đỉnh lũ đầu tiên của Hoài Hà Vương Gia Bá đi qua, mực nước lại lên nhanh vào ngày thứ Bảy. Tính đến 22 giờ đêm ngày Chủ nhật, mực nước của Vương Gia Bá là 28,99m, cao hơn 1,49m so với mức cảnh báo. Vào lúc 18 giờ 30 phút chiều thứ Năm, nước lũ tràn qua cống nông 49 lỗ của dự án kiểm soát lũ lụt Lâm Hoài Cương. Cùng ngày, đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà đã đạt đến dự án kiểm soát lũ Lâm Hoài Cương ở An Huy. Mực nước trên cống là 24,05m và mực nước dưới cống là 23,9m. Mực nước cảnh báo của công trình là 26m, mực nước đảm bảo là 28,51m. Văn phòng Tổng cục Quốc phòng hôm nay thông báo với báo chí rằng do mưa liên tục, mực nước dòng chính sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao, tình hình kiểm soát lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, mực nước trên dòng chính Vương Gia Bá dâng lên 28,24m, vượt mực nước cảnh báo là 0,74m. Mực nước hạ lưu hồ Hồng Trạch Giang 3 ở hạt Hồng Trạch Giang Tô lên 13,33m. Trên mực nước dưới hạ lũ là 0,83m, mực nước sông Hoài Hà vẫn đang lên. Theo dự báo, lưu vực sông Hoài Hà trong 2 hoặc 3 ngày tới vẫn có mưa lớn. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vô cùng nghiêm trọng. Cho đến nay, tổng cộng 8,663 triệu người đã bị ảnh hưởng lũ lụt ở 3 tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài, với diện tích bị ngập là 17,78 triệu ha. Hiện tại, tất cả các nơi dọc theo sông Hoài Hà đã tăng cường nỗ lực phòng chống lũ và tổng cộng 326.000 người ở 3 tỉnh đã kiểm tra nguy hiểm trên bờ kè. Khu vực chứa lũ Lão Vương Pha của sông Tiểu Hồng ở tỉnh Hà Nam nằm trên một nhánh của sông Hoài Hà đã ngừng phân lũ vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu, với lượng phân lũ tích lũy là 11 triệu mét khối, giúp giảm lũ hiệu quả, kiểm soát áp lực của huyện Tây Bình, tỉnh Hà Nam. Hiện tại không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè của sông chính và các nhánh của sông Hoài Hà. Để đối phó với tình hình lũ lụt và tình hình thiên tai ở thượng nguồn sông Hoài Hà và sông Dương Tử, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm nay, đồng thời sắp xếp và triển khai công tác phòng chống lũ lụt hiện nay. Một là yêu cầu các ban ngành liên quan tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến và diễn biến của điều kiện mưa nước. Hai là tăng cường lập kế hoạch cho các dự án kiểm soát lũ, sử dụng thượng nguồn sông Hoài Hà để tích lũ, tăng lưu lượng xả lũ hồ Hồng Trạch và hạ thấp mực nước hạ lưu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xả lũ. Đồng thời, các tỉnh liên quan được yêu cầu chuẩn bị cho việc sử dụng các khu vực chứa lũ. Thứ ba là tăng cường chống để đảm bảo an toàn của các dự án kiểm soát lũ lụt. Thứ tư là tăng cường hỗ trợ cứu trợ thiên tai ở Tứ Xuyên và những nơi khác và các khu vực đô thị bị ngập lụt sẽ trở lại bình thường càng sớm càng tốt, chuẩn bị cho một trận lũ lụt khác có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!